và xả. Ở đây sẽ có hai cách. Thì để pha được món trà này, chúng ta sẽ sử dụng một phương pháp là shake. Chúng ta sẽ sử dụng một cái shake. Đầu tiên, mọi người cho vào đây 120ml cốt hồng trà. Đã ủ xả. Đây, cốt hồng trà đã ủ xả. Tiếp theo, mọi người cho vào đây siro trà. Mọi người cho vào đây là 120ml siro trà. Xin tố đạo. Cốt của 1/2 quả cam. Chúng ta sẽ cho đá vào. Chúng ta sẽ cây co ở đây vài lát gạo miếng. Gạo ở đây mình sử dụng là gạo hong sen. Gạo hong sen sẽ có độ giòn và độ dai nhất định. Đây là vài lát xả.